Mai vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay tháng 6 âm lịch thì theo cái cách trồng cây mai, theo cái cách để lấy kinh tế nhỏ, thì tôi đã chia sẻ các bạn là cây mai rất là khó trồng. Có một cái bạn bình luận như thế này: cây mai trồng thì dễ nhưng phải có tác động của con người thì cây mai nó mới có giá trị gì sao. Cái điều đó là tôi đồng tình. Do vậy nên tôi nói các bạn là tôi may mắn khi mà trồng cây mai thì được cái thằng cháu nó chỉ theo cái cách 1 và cách 2 tôi chia sẻ các bạn rồi. Và tôi thấy rằng cái gì các bạn, nó có một kinh tế nhỏ tôi mới chia sẻ. Và tôi nói các bạn nè, tôi kêu các bạn làm ít thôi, 1 công 2 công đối với những anh bạn về bạn già y như tôi ha, sắp già, và những anh em kinh tế là nó hơi khó khăn, mình có 1-2 công đất thì mình trồng những cái hoa màu khác thì nó không có lợi các bạn ơi. Nó không có cái kinh tế đi chợ đồ chút đỉnh thôi, nhưng mà cái hậu về sau kinh tế nó có khá chút thì nó lại không có. Trồng những cái loại xoài, mận, vân vân thì nó bị con ruồi già. Do vậy nên tôi nói các bạn, như cái chăm sóc của tôi thì bây giờ ở đây tôi có 7 công. Thì tôi làm 7 công. Nhưng mà tôi trồng các bạn biết tới 3 đợt. Đây là tôi nói để cho các bạn yên tâm ha. Để mình có 1-2 công đất thôi. 3 đợt, tại vì tôi thử là cây mai rất là khó trồng. Bọ trĩ, nhện đỏ rồi sâu bệnh nước nôi. Và mình phải có duyên với cây mai và đam mê thì mình mới trồng được những cây mai mà cũng như tôi đam mê á. Nhưng mà trồng á thì nó may mắn là cách 1 và cách 2 chia sẻ rồi. Thì tôi có nói các bạn nè, mỗi một tháng tôi phải đưa vô cái này nội tiền thuốc không là 2,8 triệu, 4 cử thuốc, nên cái lá của tôi ngày hôm nay nó mới được như vậy. Các bạn thấy nè, cái đọt non này lúc nào cũng chăm sóc vậy hết. 2,8 triệu chưa tính cái tiền đèn đuốc camera ha. Các bạn thấy như vậy thì sao? Mình có những bạn nói là như vậy là trọng tiền này tiền kia, mỗi tháng nó lại 5-6 triệu gì đó, lại lấy cái gì mà ăn, thôi nghỉ cho rồi, thôi dẹp bỏ cho rồi. Thì các bạn nên nhớ rằng cái cây nó sẽ nó phát triển từ cái lúc cây nhỏ thì mình đâu có tốn tiền nhiều các bạn ha. Và từ cái cây nhỏ nó quan trọng là gì, mình trồng tới cái cây khoảng 4-5 tuổi thì mình lấy ngắn mình nuôi dài. Thì đây là tôi quay cho các bạn xem ha. Trên clip thì tôi không có bán, không có quay bán, là tại vì tôi nói các bạn là tôi chọn lọc để và trong 4 năm bán hay không là do các bạn thôi, còn tôi từ đầu ra. Các bạn thấy là cái giai đoạn đầu thì mình ít tốn, bị gì cây nó bị lớn vậy, phải không? Bị lớn vậy mà mình nuôi nó bay lớn vậy, thì hiện nay trong sau 4 năm các bạn trồng thì cái quy cách của tôi làm và nói lại ha, là 1,5 thước. Đây các bạn thấy nè, 1,5 thước hoặc là 2 thước, tối đa là 2 thước thôi. Thì mình lấy ngắn mình đi dài, trong thời gian khoảng 4 năm thì tôi có bán, nhưng mà bán lẻ chút đỉnh cho anh em xài thôi. Bởi vì tôi nói các bạn là tôi trồng để cũng như các bạn trồng 1 công 2 công đất thì mình trồng để tôi nói lên trồng lại được con cây các bạn, để khi sau này mình có loại kinh tế. Thì hiện nay là cái tháng 6 âm lịch ha, xả đất luôn thì cái mùa dịch thì có 4 cây mà tôi bán lẻ không các bạn, chứ không phải như anh em thì nó khó lấy gì nữa. Khi các bạn có bán hay không mà thôi. Nếu các bạn trồng được cây mai cũng như cái clip trước tôi có nói là
Thì đó, còn miếng này có hai cuồng. Từ 4 năm. Đứng đây đi. Có những bạn chia sẻ là 5 năm, 10 năm sau có bán được cây mai không? Nếu tôi nói theo cái cá nhân tôi chia sẻ rồi, các bạn làm được những cây mai này, đúng không? Cái xương tàn nó dày và cái đế đơn giản vậy thôi, thì các bạn sẽ bán được. Nhưng mà các bạn bán hay không là thôi. Không phải cây mai nào nó cũng đồng đứng đều lên với đi, nhau. Đứng lên đi, đứng lên. Lấy cái cục bạc kèo ra coi. Không phải đồng đều như nhau các bạn, đúng không? Cái đế của nó không phải đồng đều như nhau, mà nó có một cái trường hợp gì các bạn có bán hay không mà thôi. Là tại sao? Khi anh em người ta vô, người ta sẽ lựa những cái cây mà mình vừa ý. Ồ, nó khó là cái chỗ đó đó. Bởi tôi nói bán hay không là tùy các bạn mà thôi. Thì bây giờ cũng như tôi nay luôn kẹt tiền quá, dịch ha, cái mùa dịch bệnh. Thì bây giờ mình bán vài ba cây để mình có cái kinh tế phụ để mình chăm sóc cho cây mai hàng tháng. Đó là những gì mà bản thân tôi làm được, chia sẻ để anh em trong cái điều kiện mà có một hai công đất thôi, tôi không chia sẻ nhiều ha, để cho các bạn sau này các bạn sẽ có những cái kinh tế nhỏ y như tôi làm được như thế nào thì tôi chia sẻ cái kinh tế nhỏ, không sợ tranh cạnh gì cả các bạn, bởi vì mình làm không phải ai cũng làm được. Trồng thì dễ, đế xương thì nó khó, cũng như anh bạn có những anh bạn đã chia sẻ các bạn thấy không, có được những cây mai dày sau 4 tới 5 năm thì các bạn thấy nè, cây mai này cũng đỡ lắm. Bạn thấy cái bộ rễ, đây là cái tầng 1 và đây là cái phần 2, đúng không các bạn? Thì nếu được những cây mai dày thì mình bán được. Nhưng mà tôi nói một cái điều khó là gì các bạn, người ta mua thì người ta lựa những cây mai mà mình vừa ý, đó là mình bán lẻ. 300 cây mình sẽ lựa được 100 cây cái đế nó vừa cái, tôi cho là trung bình đi, còn lại là nó vẫn có đế chứ không phải là không có. Không có cây nào là không có đế hết các bạn. Đây các bạn thấy cây nhỏ ha, tôi trồng tới 3 đợt lận đây nè, phải như vậy được rồi. Nó lớn theo cái tỷ lệ của từng cây mai của mình. Đây nè các bạn thấy nè, và người ta sẽ lựa những cái. Bởi vậy tôi nói các bạn, khi các bạn vào cái hoàn cảnh của tôi 4 năm 5 năm mà các bạn ra là rất là khó bán. Khó là không phải là bán không được, mà khó cho cái các bạn xử lý. Bây giờ mình cần cây mai đây, các bạn thấy rễ nè ha, đây nó ra này tại thấy vậy ha. Thì bây giờ những cây mai mà mình chừa lại á, người ta vô người ta mua, thì mình nếu mình bán tôi bán lẻ, anh em chơi thì vô vườn một vài cây nếu cần thiết. Nói không phải là mình nói không cần bán là không đúng, nhưng mà tùy theo cái điều kiện của mình, nếu mình bán thì người ta sẽ lựa dần cái số mai. Thí dụ các bạn trồng 300 cây, các bạn có 100 cây mai mà các bạn cho rất là đẹp, bán được các bạn ơi. Nếu đế xương thì mình bán được, nhưng mà từ từ nó sẽ hết dần những cây mai. Cái đó là cái khó nhất của mình. Và tôi có một cái cây nó đem lên xe rồi thì tôi sẽ quay cho các bạn xem. Ví dụ như vậy làm sao mà các bạn bán không được, nói không thể nào mà nó bán không được hết, thấy không? Đây. Xương tàn, nếu làm vậy thì tôi bảo đảm các bạn luôn, một công tới hai công thôi ha, sau 5 năm. Nếu các bạn làm một lần nữa, các bạn làm được như vậy, đúng không? Đây, cái này là cái có những cái rễ phần hai. Thì 4 cây mình lấy cũng cả trên 10 triệu các bạn nha, để mình chăm sóc lại những cái cây mai.
nó còn nằm ở ngoài đất. Nhưng nó khó lắm các bạn ơi. Nó khó là tại sao? Một lần nữa để mình kết thúc. Những nếu các bạn bán vậy thì những cây mai đẹp, tôi cho là những cây mai này tương đối đẹp đi ha, rồi theo cái tầm nhìn của tôi ha, thì dần dần nó sẽ hết dần đi, hết dần đi, thì cái vườn mai của mình nó sẽ còn lại những cây mà nó không phải là không đẹp nhưng nó sẽ không xuất sắc. Do đó nên thường tôi nói các bạn bán hay không vậy là tùy các bạn mà thôi, là cái chỗ đó. Và tôi nói các bạn là tôi ít có bán lắm. Những anh em đến vườn chơi, thí dụ đồng ý một hai cây thỏa thuận theo cái giá cả thì kẹt thì không phải mình làm phách, nhưng mà tôi nói các bạn là để, đúng không? Khi kẹt tiền thì mình bán để mình xây sở các bạn. Và tôi nói các bạn nè, khi 5 năm là mình khỏe rồi. Nếu các bạn làm được những cây mai y như tôi chia sẻ nãy thì mình bán ra để mình chăm sóc trở lại, mình khỏi bỏ tiền ra, mình chăm sóc cây mai mình, mà lúc đó các bạn đã tương đối, tôi nói ổn định và thành công trong vấn đề mà trồng cây mai. Theo cái cách của tôi là một công mà thôi, hai công một công, và chừa lại cái số cây, nếu kinh tế mình khấm khá thì mình chừa lại một số cây mà nó tương đối đế xương tàn đầy đủ để chi, trồng tiếp 5 năm nữa để gì các bạn, mình sẽ dưỡng già. Thì tôi làm sao tôi chia sẻ các bạn vậy đó, đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi để các bạn ngày hôm nay cho nó vui trong cái mùa dịch. Và mình xem lại cây mai tôi bứng cái ngày 17 tháng giêng tôi dợi lên và tôi làm, có làm cái clip, thì hiện nay thì cây mai nó đang phát triển dày, thì thôi mình để cho nó tự do đi các bạn ơi, mình mới bứng ha, thì cây mai này Tết vẫn có bông ha các bạn. Mình cùng xem ha. Đó là những gì tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.